Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review cái bộ phụ kiện mới của chị An, có tên là Phượng Hoàng Doanh. Một phụ kiện các bạn cược táo để đổi nha. Như mình thì mình cược chả còn cuộc trái nào luôn. Đặt hết niềm tin hy vọng vào một đội, cuối cùng là người ta thua tè lè tắc lét. Mình nhớ cái đội đó là đội Weibo thì phải. Cứ tưởng là Weibo là một cái gì đó nó khá là nổi tiếng, bởi vì là cái ứng dụng đó là xài ở bên Trung Quốc ấy. Mình cứ tin tưởng, mình đặt hết sạch táo ở đây, cuối cùng là táo đi không trở lại luôn. Cuối cùng mình trả được cái gì từ cái sự kiện đó luôn đó. Nhưng mà bạn này bạn cược được, cuối cùng là mình được mượn. Thực ra thì mình cũng tính review đăng lên rất là lâu rồi, nhưng mà cái video của mình lưu ở trong Google Photo ấy. Cái ứng dụng đấy thì mình lưu ảnh trên đấy thì nó đỡ tốn dung lượng rất là nhiều. Nhưng mà cứ lưu thì dễ mà tải về thì lại khó. Cho nên là cái sự cố chậm trễ này thì nó sẽ diễn ra, gọi biết rồi. Mình mượn chắc phải cả nửa tháng đấy rồi, cuối cùng giờ mới làm được cho anh em cùng xem. Bạn này có luôn cả cái bộ trang phục giám thị này. Chạy đi bạn ơi. Đấy, nó thay đổi cái hiệu ứng màu con mèo. Chết. Rất là dễ. Và cái hitbox của cái nhân vật này thì mình thấy nó cũng hơi kỳ kỳ, cái skin ấy. Không hiểu sao đánh gần nó thì lại hụt mà đánh xa lại trúng nha. Nó rất là khó hiểu. Thanh niên này chạy nhanh như một cơn gió. Thấy sự xuất hiện của mình là đi luôn, không quay trở lại. Ai ra cứu ơi. Cam ghế cũng rất là dễ này. Đây, các bạn tạo mèo về này. Đánh này. Dính mèo chưa? Mèo đâu? Rồi. Xong. Đó. Chỉ cần đánh rồi dựng cái vũ khí lên, cuối cùng là chúng ta sẽ thu hồi kiểu gì cũng được một mạng luôn. Và bạn này sẽ là người ra đi tiếp theo với mình. Trời ơi, cho cái thư gì kia. Ôi, bực ghê luôn á. Không biết làm sao nhưng mà ui dồi, cứ tưởng tốc biến hụt cơ. Khi mà mình gồng con mèo lên thì có một cái bông hoa ở dưới nó phát sáng ấy. Mình nhìn kỹ thì nó vậy. Chứ không biết nó như thế nào nữa. Nhưng mà chắc là phụ kiện tím thì nó phải có hiệu ứng như thế. Phải để ý kỹ mới thấy nha, chứ bình thường chắc cũng không thấy đâu. Kéo mèo mà hụt thì chỉ có... Đây. Thôi đừng chạy nữa bạn ơi. Rất là đẹp đúng không? Trong tương lai chắc chắn là phải có cái phụ kiện gì cho An. Chứ bây giờ các bạn thấy những cái nhân vật như là Benter này, rồi nhà điêu khắc các thứ ấy, ra rất là mới gần đây thôi, chứ chưa đâu xa xôi lắm mà tất cả họ đã có phụ kiện vàng hết rồi. Còn mỗi cái bà An này chẳng may là có cái đấu giải các thứ nên là mới lọt ra được cái phụ kiện này thôi, chứ nhìn nó cũng chán chán. Nhưng mà dù sao có phụ kiện như thế này là ngon rồi. Rồi, ai ra đây mà cứu đi này, cứu bạn bè mình đi. À, vẫn là cái anh chàng này. Liều thật đấy. Ui giời ơi. Chết này. Cô vừa nhau ghê thế. Cái thằng nhóc kia thả cái con chó nhìn bực bội ghê luôn. Cắn à. Mèo mà đi càng xa các bạn triệu hồi về thì cái phạm vi gây hiệu ứng của nó càng to nha. Các bạn phải lưu ý vấn đề đấy. Cho nên là lúc nào người ta cũng thông thường người ta tách mèo ra, người ta cam ghế, người ta đều tách trước luôn. Không bao giờ cho dính survival luôn. Lúc mà triệu hồi mèo về thì dĩ nhiên cái phạm vi rộng thì survival rất là khó để né. Bởi vì cái nơi mới đến chắc chắn là cái ghế rồi. Khi mà mình triệu hồi với cái ghế thì làm sao mà chúng nó có thể thoát được. Đó, vô đây mà ăn đi. Tẩm liệm.
dính mèo này. Đều thế nhờ. Bực ghê cái ván. Nhánh sáu các thứ. Ơ khúc đầu cam này. Một người nữa sẽ ra đi. Ok, rất xuất sắc luôn. Mình thấy An cũng dễ chơi chứ, leo rank thấp rất là dễ luôn. Từ rank nhện, rank hươu đổ đi ấy. Chứ rank cao thì mình cũng vẫn chưa chắc, bởi vì cũng ít khi nào mang vào trong rank lắm. Rồi, tiếp tục là cô chủ tế, một hit cũng bay luôn. Thực sự ra thì lúc mà mình chơi vote đó, mình cũng không biết là cái đội đó là đội ai luôn. Cứ theo cảm tính, cảm giác chắc đội này thắng. Bỏ hết táo vô, bỏ hết sạch. Trời ơi, không còn với cái hạt táo luôn, chứ đừng nói một quả táo. Cái máy hình trước nó rung kìa. Vậy cho nên là cái gì mà mình chắc chắn mình biết đó, thì mình hẳn hỏi, mình hẳn làm. Gồng mèo lên nè. Đó, không thể nào sửa máy luôn. Trời ơi, đây là một cái sự ích của khi mà chúng ta gồng mèo lên. Chết đi bạn ơi, không có chạy được đâu. Mà skin ba này bị lỗi nhỉ, lâu lâu thay tóc của bà luôn á. Bu và nổ máy với tôi. Chơi ăn ca máy ở khoản đó đó mọi người. Chỉ cần dính mèo thôi là gồng mèo lên là không thể nào sửa máy được. Rất là ngon. Xong. Nhìn mặt con mèo nó hãm chưa kìa. Ghét kinh khủng luôn ấy. Ok các bạn đừng chuyển kênh nhé. Mình xem thêm một trận đấu nữa cho tất cả anh em cùng xem. Ở gần nhà mình khoảng một tháng trước, bỗng nhiên là có một cái con mèo hoang rất là đẹp gái luôn. Nó là con mèo cái, xinh cực kỳ, lông màu cam với màu trắng. Kiểu mình cũng thương nó ấy. Cứ tối tới là bắt đầu là nó cứ đứng ở ngoài cửa, bắt đầu nó kêu vô, nó xin cơm các thứ. Thì cũng thương, cũng cho cơm thiệt. Mà lúc mấy ngày đầu, ui dồi ôi, nó nhe răng trợn má, nó banh con mắt ra, nó nhìn mình muốn cạp mình luôn. Nhưng mà dù gì chắc chắn thì cũng phải gọi là kiên nhẫn các thứ. Chứ đâu có phải là gọi phát nó tới mình được. Mèo hoang mà. Mù đi nhanh đấy. Ngày nào cũng mèo, mèo, mèo. Biết thì mình quên tính người luôn. Giờ thì một tháng nay cho ăn các thứ rồi, cũng thuần được miếng rồi, cũng được sờ rồi. Nhưng mà nó khốn nạn cực kỳ luôn. Nó cứ lấy cái đầu nó dụi vào chân mình, xong một lát là bắt đầu là nó lại bắt đầu biết sao. Nó cạp cái chân của tôi. Ừ. Nó cứ đè ngón chân mình ra, nó cắn mất dạy cực kỳ. Rồi thôi xong thanh niên, tốc biến chết luôn. À không cần luôn, khỏi cần tốc biến. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Bạn chơi tiền đạo vậy là bạn chiến thắng rồi đó. Bạn không biết đối thủ của bạn là ai à? À này, khắc chế tiền đạo cực kỳ sướng luôn nha. Rồi hai anh chị kia đi cứu kìa. Vô đây. Nhìn bà hương sư mà cứ bà có phụ kiện các thứ, nhìn bà đã ghê luôn kìa. Tốc biến. Ui, không được tịch rô luôn. Nó đứng ở phía bên kia ghế. Ờ hay. Đúng rồi đó. Các bạn cứ bu nhau đi cứu vậy là chiến thắng rồi đó. Rồi, một nhảy kiểu diễm chết. Chết đi. Ui dồi ôi, tiên tri. Sao ông có thể làm thế với tôi? Bà mù. Con tiền đạo đang đứng ở xa xa kìa, mọi người thấy không? Đó, 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 đó. Vô đây.
Trời ơi, chấp 10 thằng tiền đạo luôn. Bước vào đây. Hoặc là các bạn có thể thả mèo dính tiền đạo, sau đó gồng lên cũng được ha. Đó tùy theo cách của các bạn thôi. Bởi vì khi mà các bạn gồng mèo lên á, là tất cả kỹ năng và những cái thao tác game của survival á, sửa máy, trị thương rồi sẽ bị khống chế, không thể làm được gì luôn. À, vô mà cứu đi, rồi. Đúng rồi đó, chiến thắng rồi đó. Bu hết vào đây mà cứu. Úi giời. Nước hoa đâu? Úi giời. Mà công nhận phụ kiện vàng của hương sư này đẹp thật. 10 điểm. Còn phụ kiện của Benter có thì vui, chứ thực ra mình thấy nó hiệu ứng rất là chán luôn. Thay vì tập trung quá nhiều bức tranh thì mình nên là thay đổi màu ghế, thay đổi ghế thì tốt hơn, hay hơn. Vẫn chưa thấy bóng dáng tiền đạo đâu. Và mình nghĩ chắc chắn là anh không dám sờ đến mình đâu. Cái trang phục này lắm lúc bị lỗi nhỉ. Cứ thấy cái quả tóc của bà ấy nhìn cứ hài hài. Mà phải công nhận là cái bộ đồ màu đen mà nó có cái bông hoa khác màu nổi lên nhìn nó khác thật sự luôn. À rồi rồi rồi. Xong đời chị rồi chị gái. Cái thằng khôn. Mất mất dạy ghê luôn á. Mù cai đây là chiến thắng rồi đó. Xong. Mệt quá cái thằng kia nữa kìa. Rồi. Ui giời ơi. Này vô đây mà tông tiếp đi. Vô đây. Vô. Ui giời, coi kìa. Chọc nhầm người rồi. Bởi vậy mình mà chơi An, mình thấy mấy cái đứa high stun là bắt đầu là cứ chọn An cho mình. Hoặc là chọn những cái nhân vật khá là ngon, ví dụ như là Bon Bon các thứ ấy. Tụi nó có làm được gì mình đâu mà. Cứu cũng khó. Thôi xong. Và các bạn biết rồi, mấy nhân vật giống như là An thì muốn khắc chế nó thì né mèo rất là tốt luôn. Phải có kỹ năng cai rất là cao. Đảo cam nhìn mèo. Rồi ví dụ có Sukuna dính mèo phải ngăn cách nó bằng những cái ván hoặc là những cái khu như là trong nhà các thứ. Cái thời gian mèo nó dính cũng rất là lâu, cho nên các em anh em phải cẩn thận. Mít còn nước hoa không? Ui giời. Vô đây. Ui giời. Giờ hai anh chị muốn làm cái gì thì là nói luôn. Múa emote kìa. Bạn ơi. Rất là sướng, đúng không? Nghe đâu là tháng 6 này sẽ có bộ phim Conjuring 3. Đúng không? Conjuring mấy? Thấy cũng rất là hay, không biết là có nên đi xem hay không. Phải sang tuần. Chỗ cái rạp chiếu phim mọi người. Cứ đến chủ nhật nó đắt. Hôm nọ mình coi một cái bộ phim thiên thần hộ mệnh định mệnh gì đó mà 100 ngàn một vé. Mình khá là sợ cái vấn đề đó luôn. Ui giời. Đẹp xuất sắc luôn. Tẹt rô. Yeah. Coi phim thì cái giá vé nó khá là chát, bằng 2 ngày ăn của mình luôn á. Nhiều khi đi coi cũng khá là cân nhắc. Cái bỏng ngô có tí xíu mà 70 ngàn. Má ơi. Sợ luôn. Và có lẽ là mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ. Bye bye.